Nhưng mà không biết là cái thiếu máu do nguyên nhân ở đâu. Với các bạn đâu có nắm được nguồn gốc của nó, các bạn có không biết là cái cuộc đời của hồng cầu đi kiểu nào. Thành ra thầy phải nhắc lại một chút xíu về mặt sinh lý. Thì không biết là cái nơi tạo ra tiểu cầu là ở tủy xương, tức là từ tế bào gốc của tủy xương và tế bào tôm xeo. Và từ đây nó sẽ bị hóa ra hàng loạt các cái tế bào tiền nguyên hồng cầu, nguyên bào tủy bào, rồi nguyên bào lympho, nguyên bào mono và nguyên bào nhân khổng lồ. Nó qua nguyên một cái quá trình biệt hóa để nó tạo ra được, mà khi các bạn lấy máu bạn thử đó thì nó ra được tế bào máu trưởng thành, hồng cầu trưởng thành, tế bào ưa axit, tế bào ưa kiềm, bại thực, bào mô lympho và cái tế bào bạch cầu đại nhân tính các bạn, và tiểu cầu. Vì tất cả những cái này được thực hiện được, đều thực hiện được chức năng hết. Như vậy thì từ cái giai đoạn này đến cái giai đoạn này, tức là trong cái giai đoạn tiền quá đó, nó có bất thường không, và nó muốn tạo được cái tàu tế bào hồng cầu từ đây ra đây thì nó phải qua trải qua những giai đoạn nào, cái gì kích thích vào đây ha. Như vậy thì các bạn nhìn thấy nè, đây là cái cuộc đời của hồng cầu. Thì bạn biết là khi chúng ta đánh giá thiếu máu thì bạn phải chơi là cái cha mẹ của hồng cầu là ai, cái nơi mà sinh ra nó đó. Thì bạn biết là bạn cứ tưởng tượng đi, nó giống như cái nhà máy. Thì cái nhà máy này bắt buộc thứ nhất là cái tủy xương là nơi tổng hợp ra hồng cầu cái gì. Vậy thì cái tủy xương này nó còn tốt không, tế bào gốc nó còn khỏe mạnh không để nó sinh ra được hồng cầu. Thứ hai là khi bạn tạo ra hồng cầu thì nó phải có nguyên liệu chứ, nó phải có nguyên liệu nào để cung cấp cho nó tại đây, thì ngay từ đây nó sẽ sinh ra được cái tế bào hồng cầu. Thì trong cái giai đoạn này các bạn, nếu các bạn bất thường thì là một trong những nguyên nhân thiếu máu đầu tiên, phải không? Ngay tại đây chúng ta sẽ có một cái nhóm nguyên nhân nằm ở đây. Thứ hai, bắt đầu tế bào sinh ra, các bạn thấy à, nhiều đứa trẻ sinh ra bình thường không sao hết, nhưng một số trẻ sinh ra bắt đầu có hiện gì khó thở, tim tái, rồi phát hiện ra suy tim do gì, do bị thông liên thất, thông liên nhĩ. Một số đứa thì bị tổn thương thần kinh, một số đứa thì bị hội chứng não ung thủy, vân vân. Thì những đứa đó nó sinh ra nó bất thường thì chắc chắn cuộc sống nó sẽ không khỏe và nó sẽ gây ra những cái triệu chứng có thể nó gây ra tử vong. Thì hồng cầu cũng vậy, khi nó sinh ra thì bạn xem cái tế bào hồng cầu này nó hoàn toàn bình thường không, cái màng hồng cầu có bền không, cấu trúc bên trong hồng cầu có bình thường không, hình dạng nó có bình thường không. Thì cái đó là chúng ta nói đến nguyên nhân gì, khi nó không bình thường thì hồng cầu nó sẽ dễ bị vỡ ra, có nghĩa là gì, nó bị tán huyết. Cái nhóm này các bạn phải để ý, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả này. Tiếp theo nữa là cái hồng cầu sẽ gì, trên con đường đi đó bạn biết là nhiều khi bạn đi đến trường lâu lâu cũng qua quẹt vậy, từ nhỏ tới lớn bạn từ hồi lúc biết đầm biết bò biết trường biết đi gì đó thì bạn cũng sẽ có những lần vấp ngã, thì những vấp ngã đó sẽ làm chúng ta bị tổn thương. Thì hồng cầu cũng vậy, cũng sẽ phải tiếp xúc với những cái tác nhân gây bệnh, còn nếu như nó không chống được tác nhân gây bệnh đó thì nó làm cho vỡ hồng cầu ra, thì đó là nguyên nhân tán huyết. Rồi khi hồng cầu nó thực hiện chức năng rồi, nó đến các cơ quan, thì ngay cái cơ quan nó cung cấp máu đó, cơ quan nó có giữ được máu trong cơ thể không, nó có bị tổn thương không, nó có bị chảy ấy máu cấp tính không, nó bị gãy xương không, vỡ gan vỡ là mất máu cấp không, hoặc là do tổn thương bên trong, do bệnh lý viêm nhiễm mãn tính, loét dạ dày, ung thư đại trực tràng, bệnh nhân bị trĩ, bệnh nhân bị rung mất, vân vân, làm chúng ta chảy máu rỉ rả. Thì những nguyên nhân đó là nguyên nhân xuất huyết, là nguyên nhân chảy máu. Như vậy thì trong cái nhóm này các bạn thấy sau khi thực hiện chức năng xong thì nó chỉ nó chết. Cho tôi hỏi là hồng cầu được sống bao nhiêu ngày, hồng cầu nó sống được bao nhiêu ngày? Rồi đúng rồi, nó sống khoảng 120 ngày. Như vậy thì với cái mức độ này chúng ta thấy gì, nó sẽ tại sao nó sẽ sống có 120 ngày thôi mà nó không sống hơn, nó không phải là 100 hay là 200 hay là 300 ngày mà chỉ 120 ngày vậy các bạn. Vì sao nó sống tới mức độ này thôi, các bạn biết vì sao không? Các bạn còn nhớ trong bài sinh lý không? Vì bản thân hồng cầu nó không có nhân, và khi hồng cầu không có nhân thì khi nó sử dụng hết các enzyme trong đó các bạn, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là nó sẽ bị tự nó bị tiêu hủy đi và nó chết ở lách. Và khi nó chết ở lách á, thì bắt đầu nó sẽ được phóng thích ra ở dạng gì, trong đó có hemoglobin đúng không, nó phóng thích ra hemoglobin, globin sẽ trở thành acetamin, quay trở lại tổng hợp hồng cầu mới. Rồi tiếp theo phần còn lại có dòng sắt 2 và bilirubin từ cái hem. Dòng sắt 2 này sẽ di chuyển vào trong máu ở dạng là transferrin và dự trữ ở sắt ở gan và sắt 3 là ferritin, sau đó cần thì quay trở lại và đưa vào trong cái nơi tủy xương. Rồi cái bilirubin thì được biến đổi từ dạng gì bạn, bilirubin gián tiếp trở thành bilirubin trực tiếp, sau đó được thải ra nước tiểu và thải qua phân, đúng không? Thì tại cái hồng cầu này sẽ cần những cái nguyên liệu mà chúng ta tái tái sử dụng ở đây, quay trở lại đây. Rồi trong hồng cầu phải có những nguyên liệu khác mà chúng ta sẽ coi tiếp ha, và kèm theo một cái yếu tố từ thận giúp cho cái quá trình biệt hóa của hồng cầu. Các bạn còn nhớ cái quá trình này không ha? Thì chúng ta nói là erythropoietin, được chưa? Đây là cái chất này ha. Và như vậy thì đây là nguyên cái dòng đời của hồng cầu của nó, từ khi nó sinh ra đến khi nó thực hiện chức năng và sau đó nó chết, được chưa? Rồi các bạn nắm cái dòng đời này để các bạn biết được gì chúng ta sẽ đi vào những máu, vậy thì nó thiếu từ đây hay thiếu cho con đường đi này, hay bất thường trên bản thân nó, hay nó thiếu tại các cơ quan.
Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chức năng mà cái cấu trúc quan trọng của hồng cầu chính là hemoglobin. Bạn biết là trong cái bào thai cái hemoglobin là dạng nào, gọi là hemoglobin F, tức là alpha 2 gamma 2. Thì ở người trưởng thành nó là hemoglobin A1 và A2, và chúng ta thấy 80% là nhóm A1 chính là alpha 2 hoặc beta 2. Vì cái cấu trúc hemoglobin này nó sẽ vận chuyển được oxy. Do đó đây là cái nó giúp cho chúng ta là thực hiện cái hồng cầu, thực hiện được chức năng. Và trong cấu trúc hemoglobin phân tích ra nó có hem và globin. Hem thì nó tạo thành sắt 2 và glutoporfidin, còn globin sẽ tạo thành hai chủ alpha và hai chủ beta. Cái chỗ này bạn có được vấn đề gì? Ngay cái chỗ này bắt đầu bạn sẽ thấy được là bắt đầu có thiếu máu hay không. Khi bạn đánh giá thiếu máu là bắt buộc phải nhìn vào. Vậy nếu nó bất thường hemoglobin thì nó có bất thường trên hem không? Mà bất thường trên hem thì có thiếu sắt không? Có không tổng hợp được protein không? Glutoporfidin không? Hoặc là trên chuỗi globin này nó thiếu một chuỗi alpha hay là thiếu một chuỗi beta, thì đây là cái nguyên nhân làm chúng ta giảm cái hemoglobin. Mà giảm hemoglobin là chúng ta bị thiếu máu. Được chưa? Vậy thì tại sao chúng ta phải quay lại hết tất cả những cái vừa rồi thầy nói để chúng ta đi đánh giá cái nguyên nhân thiếu máu? Các bạn không nắm cái này, khi chúng ta nói nguyên nhân thiếu máu các bạn sẽ không có hiểu được sâu sắc về nó. Rồi như vậy thì thế nào được gọi là thiếu máu? Như vậy thiếu máu khi các bạn có giảm cái số lượng hồng cầu hoặc giảm nồng độ huyết sắc tố ngoài đi, như vậy thì làm chúng ta thiếu oxy để cung cấp cho các mô tế bào. Vậy thì trong quá trình đánh giá thiếu máu các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ coi là chúng ta xem cái số lượng hồng cầu RBC nè, chúng ta đánh giá hematocrit nè, đánh giá hemoglobin. Như vậy thì trong ba chỉ số mà thầy vừa bảo thì nói các bạn đó, hematocrit là 1 nè, số lượng cầu là 2 nè, và hemoglobin là 3, cho thầy hỏi nè, cái ba chỉ số này chỉ số nào giúp chúng ta đánh giá thiếu máu tốt nhất? Cái nào giúp chúng ta đánh giá thiếu máu mà quan trọng nhất các bạn? Chính là hemoglobin, đúng rồi. Như vậy thì hemoglobin khi các bạn đánh giá thiếu máu thì các bạn nhớ giùm thầy, nó sẽ thay đổi theo gì bạn? Tuổi, theo giới tính, rồi theo cái môi trường sống. Cho nên khi các bạn so sánh, khi người ta nói là thiếu máu chứ không phải là cùng một con số giống nhau. Ví dụ như ở người nam người ta gọi là nhỏ hơn 13 là thiếu, ở nữ nhỏ hơn 12 là thiếu, ở người nữ phó có thai nhỏ hơn 11 là thiếu, ở người già nhỏ hơn 11 là thiếu, ở trẻ em nhỏ hơn 14 là thiếu. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là gì, khi các bạn nói đến đây các bạn nhớ dùng thầy một cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta sẽ so sánh với giới và tuổi. Rồi khi nói đến thiếu máu các bạn sẽ có những dấu hiệu nào là chóng mặt, nào là choáng váng, người giảm trí nhớ, rồi da niêm xanh nhạt, rồi nhịp thở nhanh khi gắng sức, rồi bệnh nhân bị nhịp tim nhanh, nhân thuộc hàng loạt những triệu chứng. Và những triệu chứng nó sẽ gom lại một cái gọi là hội chứng thiếu máu. Tại sao người ta không gọi là bệnh ở đây mà người ta gọi là hội chứng thiếu máu vậy các bạn? Tại sao ta gọi là bệnh mà người ta gọi là hội chứng thiếu máu vậy? Tại sao gọi là bệnh thiếu máu đi? Nó có tất cả triệu chứng đó, chúng ta kết luận là bệnh nhân bị thiếu máu. Vì sao các bạn? Đúng rồi, các bạn chưa có nguyên nhân. Thật ra như vậy, thầy thí dụ nghe một cái đơn thuốc, ông bác sĩ chẩn đoán là Nguyễn Văn A bao nhiêu tuổi đó, địa chỉ đâu đó, cái ông chẩn đoán là ông ghi chữ thiếu máu hết, không ghi gì hết nha, ông ghi chữ thiếu máu thôi. Sau đó với ông cho là B12, acid folic, rồi sắt, rồi vitamin C, thầy thí dụ thôi. Thì khi bạn nhìn vào cái đơn thuốc này, bạn nghĩ đến cái gì? Bạn có biết được nguyên nhân này, bệnh nhân thiếu máu gì cái gì không các bạn? Bạn có biết không? Khi mà bác sĩ ghi một cái đơn thuốc như vậy và ông cho hàm mà làng ở dưới luôn á, bạn sẽ không có biết, tức là bạn không có biết được là nguyên nhân là gì. Như vậy thì khi nói đến bệnh thiếu máu thì bạn phải nhớ dựng thầy một cái điều kiện là gì? Phải có nguyên nhân đi kèm. Còn nếu mà nói là thiếu máu không, nó là hội chứng, nhớ dựng thầy cái này ha. Như vậy thì khi một cái toa thuốc đến với bạn thì bạn phải đọc kỹ. Ví dụ người ta sẽ ghi một người bác sĩ, người ta cẩn thận thế như vậy nè: thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu do thiếu B12, thiếu máu do xuất huyết, là tự nhiên bạn xét liền. Ví dụ mình gọi là bệnh nhân gì, xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu, là hiểu ngay là cái nguyên nhân làm cho mình thiếu máu là từ xuất huyết tiêu hóa, chúng ta sẽ biết được. Như vậy thì từ chỗ này các bạn biết được rồi, khi kèm theo nguyên nhân thì bạn mới gọi thiếu máu, còn nếu không nó là hội chứng. Tới đây phân biệt được chưa? Rồi bây giờ giống như hồi nãy thầy đã nói, chúng ta sẽ nói về cái nhóm nguyên nhân gì, sinh hồng cầu nè, nguyên nhân tán huyết nè, và nguyên nhân chảy máu. Thì hồi nãy nói rồi là tại tủy xương. Tủy xương có vấn đề không? Nguyên liệu có đủ không? Có bị suy tủy không? Còn tán huyết là gì, liên quan đến bản thân của hồng cầu? Hồng cầu sinh ra có khỏe mạnh không? Nó có bất thường vì hồng cầu không? Còn nếu khỏe mạnh thì huyết tố bên ngoài có tác động vào nó không? Nó làm cho tán huyết không? Rồi nguyên nhân gì? Đến cơ quan, đến các cái nơi, tại mô nó có giữ được máu không? Hay nó bị chảy máu rỉ rả? Nó chảy máu gì bị bệnh lý gì, viêm, bị chảy máu mãn tính, hoặc là do nó tổn thương cấp tính, do nó vỡ gan, vỡ lách, do nó gây chảy máu ra bên ngoài. Thì như vậy thì đó là nguyên nhân chảy máu. Vậy thì khi nói đến cái nguyên nhân mà thiếu máu, chúng ta nhờ tập trung vào ba cái nhóm này. Thì cái nhóm đầu tiên chúng ta nói là giảm sinh hồng cầu, thì bạn biết là gì?
nó có thiếu nguyên liệu không? Thì trong nguyên liệu đó bạn biết là nó có axit amin, nó có sắt, nó có B12, nó có B9, axit folic. Vì bạn thiếu những nguyên liệu này thì nó không tổng hợp lên hồng cầu và sẽ bị thiếu máu. Cái nhóm thứ hai là cái nhà máy sản xuất cái tế bào máu bạn nó có ổn định không, cái tủy có bị suy hay không. Và một yếu tố mà hồi nãy thầy có nói với bạn là được sinh ra từ thận đó là erythropoietin, bị bản thân cái này sẽ kích hoạt lên tế bào stem cell và các cái bước mà bị quá đó bạn của cái tế bào hồng cầu để trở thành hồng cầu trưởng thành. Như vậy khi bạn thiếu cái quá trình này thì nó cũng không bị quá được hồng cầu. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm, một là thiếu nguyên liệu, hai là giảm sinh do cái tủy xương hoặc là do suy tủy hoặc do thiếu EPO. Tới đây bạn nắm được chưa? Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai chúng ta nói đến cái bản thân của hồng cầu. Thì bản thân của hồng cầu thì cái hồng cầu có bệnh, nó dễ bị vỡ. Nó vỡ do những nguyên nhân nào? Thứ nhất, nó sinh ra nó không có được bình thường. Nó không phải là hình đĩa hay mặt lõm mà nó trở thành hình tròn, hình bầu dục, hình bia. Thì như vậy nó rất dễ, cái màng hồng cầu nó không bền, nó dễ vỡ. Thứ hai là ngay trong cấu trúc của hồng cầu mà hồi nãy chúng ta có phân tích rồi, đó là hemoglobin. Hemoglobin thì gồm có hem rồi có globin. Vậy thì chuỗi globin có bất thường không? Hem có bất thường không? Chuỗi globin bất thường là gì? Thiếu một chuỗi alpha hay beta bạn có bệnh lý là thalassemia. Còn nếu như trong cấu trúc của cái thành phần của beta, cái chuỗi beta ở vị trí số 6 nó thay bằng axit glutamic thành valin thì lúc đó nó trở thành hồng cầu hình liềm. Vậy thì nó cũng không bền. Rồi thứ ba là gì? Ngay trong hồng cầu bạn có một số men để giúp cho thực hiện chức năng, đặc biệt là men D6BD. Thì cái men D6BD bạn nó sẽ xúc tác cho cái quá trình oxy hóa, chuyển cái glucose 6-phosphate thành glucose 6-gluconat. Và đồng thời nó khử cái dạng oxy hóa của cái nhóm là NADB cộng các bạn. Đây, nhóm này ha, trở thành NADBH. Và nó là một yếu tố cần thiết cho cái phản ứng sinh tổng hợp và giữ glutathione ở dạng khử oxy của nó để chi bạn. Glutathione ở dạng khử á, bạn nó sẽ giúp cho chúng ta là trợ giúp cho cái men, cái nhóm là glutathione oxida, cái peroxida và glutathione khử bằng để chuyển những cái chất đây nè bạn, là hydroxit nè bạn, cái nhóm mà peroxit này nè để trở thành gì, cái nước và CO2. Như vậy đây không phải là chất oxy hóa, như vậy nó làm cho bền vững của hồng cầu. Vậy thì khi các bạn bị thiếu cái D6PD và dưới tác động của một số các cái thuốc làm tăng cái tính oxy hóa lên, ví dụ như suất sốt rét, sulfamid hoặc vitamin C thì nó sẽ gặp cho nó làm cho bệnh nhân bị tán huyết. Và các bạn nhớ đây là bệnh lý di truyền trên nhiễm sắc thể giới tính X, sẽ gặp ở bé trai và người ta thấy tỷ lệ bệnh này gặp chủ yếu ở người châu Phi ha. Việt Nam chúng ta có một tỷ lệ nhưng mà ít hơn, chủ yếu là những cái vùng châu Phi, các mòn mà người ta tô màu xanh lá đậm các bạn ha. Như vậy thì hồng cầu nó sẽ lệ thuộc rất là nhiều vào trong cái hoạt động của D6PD và đây là cái nguồn để nó chuyển cho chúng ta nói đó, từ cái NADB cộng à, trở thành NADBH. Điều duy nhất là cái chất này nó giúp cho cái hồng cầu, đó là gì bạn, nó chống lại tính oxy hóa, do đó nó giúp cho cái gì, cái việc mà cái hồng cầu nó sẽ bền vững. Như vậy thì một khi một đứa trẻ bị thiếu cái men này thì bạn nhân viên y tế phải biết nắm được tình trạng của đứa bé. Thứ hai là phải nhắc nhở các bà mẹ là khi cho con bú, những cái thức ăn, những cái tác dụng của thuốc có thể làm cho nó qua cái sữa đó và có thể tác động đến đứa bé. Do vậy thì không tự ý mua thuốc thì chúng ta cho đứa trẻ khi mà đứa bé nó bị cái thiếu cái này, và không được sử dụng như thực phẩm thức ăn mà có chất oxy hóa, và đặc biệt là không sử dụng như cái nhóm lông não này ha. Rồi và như vậy chúng ta thấy trong nhóm đậu thì người ta thấy là ngoài trừ đậu tầm thì cái người thiếu D6PD còn có thể ăn các loại đậu khác. Đây là loại đậu tầm ha, là những cái đậu còn lại chúng ta xem. Rồi tiếp theo, ngoài cái thiếu men D6PD đó, chúng ta sẽ nói đến cái bệnh lý đầu tiên, đó là cái nhóm bệnh lý tán huyết mà liên quan đến bất thường trong cái cấu trúc của hemoglobin, đó chính là trên cái chuỗi alpha và chuỗi beta. Thì bạn thấy là gì, thì ở chuỗi cái vị trí số 6 của chuỗi beta, khi bạn thay axit glutamic bằng valine thì bình thường hồng cầu chúng ta là gì, cấu trúc hemoglobin là H10A, bây giờ nó chuyển sang HBS, tức là hồng cầu từ dạng hình đĩa chuyển sang hình liềm. Như vậy thì khi nó trở thành HBS, tức là nó sẽ trùng hợp, nó tạo thành cái sợi xoắn và kết tinh trở lại và nó tan trong lòng vi mạch, như vậy sẽ làm chúng ta bị tán huyết. Về mặt bệnh lý, đó là bệnh lý di truyền và nó có hai cái thể, bạn đồng hợp tử và dị hợp tử. Đối với cái thể dị hợp tử là chúng ta thiếu máu nhẹ, còn thể đồng hợp tử là chúng ta thiếu máu rất là nặng và có thể tử vong. Rồi cái nhóm tiếp theo nữa là gì, cũng là cái bệnh lý tán huyết nhưng mà nguyên nhân từ bên ngoài tác động vào hồng cầu chứ không phải ngay trên hồng cầu, tức là chúng ta gặp một số kháng thể nè, một số bệnh lý do chất độc nè, do nhiễm trùng hoặc một số người bị cường lắc, thì chúng ta sẽ gặp một số trường hợp, thí dụ như các bạn truyền máu nhầm nhóm máu, nhóm máu A truyền nhóm máu B cũng không, thì bất đồng nhóm máu chúng ta sẽ bị tán huyết, hoặc là bất đồng máu mẹ và con, mẹ có đề xuất âm, con đề xuất dương thì đứa thứ hai sinh ra có thể bị tán huyết. Một số trường hợp các bạn do cơ chế tự miễn có thể sinh ra kháng thể, một số trường hợp do nhiễm khuẩn và một số do độc chất, ví dụ như chúng ta nhiễm phenol, benzen, quinin và ceramic. Bạn nghe tới quinin, cái nhóm lauricin các bạn, cái nhóm này tôi cũng điều trị sốt rét các bạn, và nó có những cái tác dụng phụ rất là nặng nề ha.
Rồi tiếp tục chúng ta nói cái nguyên nhân dài, cuối cùng là tại cái nơi nó tác động đến, là cái nguyên nhân việc đến các cái cơ quan nó gây chảy máu. Một là chảy máu cấp tính do các bạn bị chấn thương, do vỡ gan, vỡ lách, thai ngoài tử cung, vỡ các bạn bị xuất huyết trội vân vân, thậm chí vừa rồi chúng ta nói đó, vỡ giãn tĩnh mạch tĩnh trong các bạn sơ gan, chúng ta mắc máu cấp tính. Trường hợp thứ hai, các bạn chảy máu bị rã do gì? Kỹ các bạn bị lát dạ dày, chảy máu từ từ, những cái sinh trùng đường ruột hoặc là nhung máu, các bạn bị gì nữa, ung thư đại trực tràng vân vân, những nguyên nhân này chúng ta chảy máu bị rã làm chúng ta thiếu máu mạng tính. Như vậy thì tổng quát trở lại, các bạn nhớ ha, chúng ta sẽ chia làm ba cái nhóm cái nguyên nhân mà chúng ta nói đó. Một là tại tủy xương giảm sinh hồng cầu, thứ hai do nguyên nhân tán huyết, và thứ ba do nguyên nhân chảy máu. Hoặc là các bạn có thể dựa vào cái dung tích hồng cầu, các bạn xem ACV đó, tức là cao hay thấp, tăng hay giảm, làm cho là hồng cầu to, hồng cầu nhỏ hay là hồng cầu nặng bào. Rồi tiếp theo nữa là gì, chúng ta theo cơ chế ha. Rồi đây là cái hình dạng của hồng cầu, là hồng cầu bình thường, rồi hồng cầu to u sắc và hồng cầu nhỏ nhược sắc ha. Rồi về triệu chứng lâm sàng của thiếu máu, các bạn sẽ có ba cái nhóm triệu chứng, bạn nhớ giùm thầy. Một là thiếu máu cấp tính, hai là thiếu máu mãn tính, và ba là thiếu máu tán huyết. Thì trong thiếu máu cấp tính, triệu chứng xuất hiện rất là rầm rộ, tức là bạn vừa mất máu xong một cái là bắt đầu xuất hiện liền, bệnh nhân bắt đầu da niêm tái nhợt, các bạn vã mồ hôi ra, bắt đầu bệnh nhân cảm thấy choáng váng, nhức đầu, có thể bị ngất luôn. Rồi gì nữa, nhịp thở bệnh nhân nhanh lên, tim nhanh áp, các bạn lúc này đo nó sẽ giảm, mạch rất là nhanh, có khi huyết áp bạn không đo được. Nếu bạn mất cái lượng máu trên 1,5 lít máu, bệnh nhân có thể bị trụy tim mạch, và nếu các bạn cấp cứu không kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. À, như vậy thì đây là dấu hiệu của thiếu máu cấp tính. Bạn nhìn thấy cái bàn tay của người thiếu máu cấp tính không, và cái người thường không, cái da tay nó trắng bệt luôn các bạn, nó rất là rõ ha, da niêm rất là xanh nhạt luôn. Rồi chắc chắn lúc này cơ xương khớp các bạn sẽ rất là mỏi cơ, và bệnh nhân đi lại khó khăn do thiếu máu lên cơ. Rồi trong thiếu máu mãn tính thì sao, thì dấu hiệu lâm sàng nó cũng giống như vậy bạn, nhưng mà nó đi từ từ hơn. Ví dụ như bệnh nhân lâu lâu than là dạo này sao bị nhức đầu nè, bị choáng váng nè ha, và chúng ta thấy là gì, bệnh nhân cảm thấy là có dấu hiệu là bệnh nhân bị hoa mắt, chóng mặt, thậm chí bị ngất nữa, nhưng mà thỉnh thoảng nó bị như vậy ha. Như vậy thì trời ơi, xác định trước đã, tự nhiên đi ăn bổ sung là cái gì, nghe thầy giảng xong đi rồi lát nó hỏi, tự nhiên bây giờ đi ngang nghe các bài của tôi, sao tôi đọc vô cái thông tin của bạn ha. Rồi bây giờ bạn nhìn nè, như vậy thì các bạn thấy nha, những cái dấu hiệu mà trên thiếu máu mãn tính á, thì thường thường nó diễn tiến từ từ, ví dụ như lâu này gần đây học bài thuộc lâu quên nhớ tùm lum hết. Thầy không có đặt tình trạng rối loạn tâm thần, nhiều khi do yêu nhiều quá, thầy không nói chuyện đây ha. Các bạn nhiều khi là chóng mặt, nhức đầu, ù tai, rồi thỉnh thoảng là không có nhớ được. Rồi càng thấy gì nữa, bệnh nhân sẽ dấu hiệu là gì, người da niêm thì xanh nhạt, nó xanh từ từ các bạn, và đôi khi bạn không nhìn thấy đâu, bạn bè bạn lâu lâu gặp lại, ơi sao này người xanh vậy, thì lúc mới nhìn lại mới thấy kéo kết mặt mắt ra thấy sao nó nhạt hơn, nhìn vào cái móng tay mình sao cái móng tay nó kỳ ta, nó bị khô, nó bị gãy, rồi nó bị có hình dạng nó răng cưa các bạn, rồi nó bị khum lại hay cái móng nó khum, rồi cái niêm mạc của mình ở cái môi á, ở vùng mắt dưới cái mặt mắt ở dưới lưỡi bạn, và cái mặt niêm mạc dưới lưỡi bạn thấy nó nhạt phớt qua đi. Rồi dấu hiệu gì tiếp theo nữa, dạo này thở mà lâu lần đi cầu thang á, đi lên 3-4 đi lên 1-2 lầu vậy, một lầu trở lên bắt đầu cảm thấy khó thở, mỗi lần đi không sao, còn đâu khi đó đi khiên đồ 10 ký 20 ký, khiêng một cách ro, bây giờ khiêng 10 ký 20 ký bắt đầu cảm thấy thở nhanh khó thở, rồi bây giờ cảm thấy như sao dạo này nhịp tim mình cứ hồi hộp đánh trống ngực ha, những dấu hiệu đó. Rồi dạo này tự nhiên bị ăn không có tiêu, rồi bệnh nhân bị táo bón tiêu chảy, rồi người nữ thì nó đầu kinh nguyệt ha, người nam thì bắt đầu có hiệu gì, suy giảm tình dục. Thì đó là những cái dấu hiệu của thiếu máu mãn tính, tức là gì bạn, nó diễn tiến từ từ và rất nhiều triệu chứng như vậy, nó không có cấp tính như hồi nãy chúng ta nói. Rồi một cái bệnh lý mà chúng ta gặp cái thiếu máu mà gọi là khá là nhanh mà có thể tử vong nữa bạn, đó là tán huyết. Tán huyết là gì, là hồng cầu nó bỏ ra hàng loạt á, những cái nguyên nhân là tán huyết bạn nói, cái nói hồi nãy chúng ta nói rồi đó, bất thường của hồng cầu là đặc biệt một số người bị nhiễm cái trùng stress các bạn, khi mà nó hoạt động trong cái thể hoạt động của nó là nó vỡ hồng cầu ra hàng loạt luôn. Và như vậy thì bệnh nhân sẽ thiếu máu đột ngột, và trong hồng cầu sẽ có những chất gì gây sốt, như nó phóng hàng loạt những cái hồng cầu như vậy, thì chất gây ra bạn sẽ gây sốt, bệnh nhân sẽ rất run, sốt cao, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đau bụng, và khi bạn biết là hồng cầu thì nó tạo ra cái gì, bilirubin, làm cho bệnh nhân bắt đầu vàng da rất là rõ ha, rồi lách thì to, rồi nước tiểu lúc này bạn nhìn cho nó tiểu ra cái hemoglobin là huyết sắc tố đó, thì nước tiểu của bạn có thể là cái màu nó giống như cái màu của xác xị mà Coca-Cola đó bạn, màu nước tiểu như vậy đó ha. Và trong cái cơn mà tán máu tăng máu nặng các bạn, thì nó làm cho tắc cái ống thận, cái hemoglobin tắc nghẽn cái ống thận, làm cho suy thận cấp, và thiếu máu lên tim là chúng ta suy tim cấp. Đây là dấu hiệu rất là điển hình và rất là nặng nề đối với thiếu máu tán huyết cấp. Rồi về mắt đánh giá thì chúng ta dựa vào hematocrit, hemoglobin và cái số lượng hồng cầu. Thì đây là 10 cái thông số mà chúng ta học bên thực hành sinh lý rồi, thì không nhắc lại ha. Rồi bây giờ chúng ta nói về đầu tiên về thiếu máu tuyến sắt. Trên thiếu máu tuyến sắt thì bạn biết là gì? Đây là một thiếu máu mãn tính và thiếu máu hồng cầu nhỏ. Cái lượng sắt chúng ta đó bạn, thì thường thường
là cái có cái nhu cầu chúng ta là khoảng 1 mg một ngày, cái lượng chúng ta ăn vào với lượng mất ra nó bằng nhau. Và sắt thì các bạn thấy nó cần cái tổng hợp hem, và ở trong huyết tương á, thì ở dạng dẫn chuyển là transferrin, ở gan nó dự trữ là ferritin, và một phần dự trữ các bạn có thể gặp nữa là trong đại thực bào, tôi gọi là hemosiderin. Và sắt có tất cả trong các loại thức ăn các bạn, từ động vật thực vật ha, rồi và nó hấp thu chủ yếu ở dạ dày và cái phần trên của ruột non và tá tràng. Rồi đây là tổng cái lượng sắt trong cơ thể chúng ta ha, từ 3.000 đến 4.000 mg, thì nó có thể dự trữ trong cơ nè, trong tủy xương nè, trong đại thực bào nè, ở trong gan nè, và cái dạng dự trữ trong huyết thanh các bạn, tức là dạng khoảng 3 mg, và mỗi ngày các bạn ăn vô 1 đến 2 mg, mình chúng ta thải ra từ 1 đến 2 mg, cái lượng đi vào và cái lượng đi ra nó phải bằng nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta nói nguyên nhân thiếu máu cho thiếu sắt. Trong thiếu máu cho thiếu sắt bạn có một loạt các nguyên nhân, bạn nhìn vô đây nè: một là thiếu dinh dưỡng, hai là giảm hấp thu, ba là tăng nhu cầu, bốn là mất máu. Cho thầy biết trong nhóm nguyên nhân này theo các bạn nguyên nhân nào chúng ta thường gặp nhất? Trong nhóm nguyên này các bạn thấy nguyên nhân nào chúng ta thường gặp nhất? Ăn chay, ở đây liên quan về ăn chay, bạn người ta nói là thiếu dinh dưỡng chứ ta nói ăn chay đâu, thiếu dinh dưỡng. Còn nguyên nhân nào khác nữa không? Vậy hồi nãy thầy có nói với các bạn không? Cho thầy hỏi câu thứ hai, sắt nó có ở đâu? Sắt nó có ở đâu trong thức ăn vậy các bạn? Sắt nó có ở đâu trong thức ăn vậy các bạn? Hả? Sắt nó có ở đâu? Ở động vật thực vật. Vậy thì do nguyên nhân dinh dưỡng có hợp lý không? Nguyên nhân dinh dưỡng có hợp lý không các bạn? Có nghĩa là bạn không ăn gì hết hả? Không ăn rau, không ăn thịt luôn hả? Vậy bạn nhịn đói suốt ngày hả? Thì lúc đó nó mới làm cho bạn thiếu sắt được chứ. Như vậy thì nguyên nhân dinh dưỡng khi nào bạn? Nó chỉ xảy ra khi ở những cái người mà gọi là suy kiệt á, mấy người suy kiệt và thiếu máu. Như vậy thì nguyên nhân dinh dưỡng nó không hợp lý. Nguyên nhân thứ hai, giảm giảm hấp thu. Có bao nhiêu người cắt dạ dày các bạn? Có bao nhiêu người cắt dạ dày? Có nhiều không? Tăng nhu cầu thì có thai cho con bú. Có bao nhiêu người mà có thai cho con bú? Có bao nhiêu người lớp chúng ta có ai có thai cho con bú không? Đâu có đâu, chỉ có những người vào độ tuổi sinh đẻ sẽ thôi, có gặp gia đình thôi, đâu phải ai cũng có đâu. Vậy thì nguyên nhân này đâu có nhiều. Vậy nguyên nhân nhiều sẽ là cái gì bạn? Nó rơi vào cái nhóm mất máu. Một là cho máu, hai là rối loạn kinh nguyệt ha, do bệnh lý dạ dày nè ha. Rồi. Rồi và dung mất. Và các bạn nhiễm gì? Đây là bệnh lý chúng ta gặp nè. Ung thư đại trực tràng nè. Rồi bệnh đang bị loét dạ dày tái tràng nè, chúng ta bị chảy máu rỉ rả nè, rồi rối loạn kinh nguyệt nè, dung mất nè. Những nguyên nhân này là nguyên nhân các bạn hay gặp nhất, là nguyên nhân mất máu. Được chưa? Rồi như vậy thì đầu tiên chúng ta nói về thiếu máu thiếu sắt. Thì trong thiếu máu thiếu sắt thì các bạn thấy là thường thường các bạn, đối với nguyên nhân mà cho phụ nữ có thai, giờ ở trên người nữ đó, một là do cái liên quan đến kinh nguyệt, một số người nữ trong quá trình hành kinh các bạn mới mất một lượng sắt nè, một lượng máu đó. Thứ hai nữa là một số trường hợp bị trong kinh trong huyết, và lúc đó cái nhu cầu nó sẽ cao hơn cái hấp thu bằng đặc biệt thiếu sắt. Thứ hai nữa là gì, là một số người do cái tăng nhu cầu, đặc biệt là phụ nữ có thai cho con bú, thì những người này mà nhân tăng cái lượng nhu cầu lên, ví dụ bình thường bạn chỉ cần 1 mg thôi, những người này bắt buộc từ 2 đến 5 mg ha. Rồi vậy thì trong cái biểu hiện lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt á, các bạn sẽ có dấu hiệu gì? Một là thiếu máu mãn tính, nhớ thế này, mức độ thiếu máu ở mức độ nhẹ và vừa, tức là bệnh nhân có dấu hiệu gì? Khó thở khi gắng sức ha. Rồi thích ăn những thức ăn lạ. Những thức ăn lạ gì các bạn nghiên cứu giùm thầy ha, thức ăn lạ đây là thức ăn gì ha. Rồi trong thiếu máu các bạn sẽ chia cho thầy là giai đoạn ban đầu á, là biểu hiện thiếu máu nó nhẹ thôi, tức là nó giảm giảm sự dự trữ sắt, tức là giảm ferritin. Còn cái khả năng á, mà gắn cái khả năng mà cứ gắn cái sắt toàn phần á, thì nó tăng lên, và lúc này hình dạng của sắt á, nhiều dạng của hồng cầu chưa thay đổi nhiều bằng là MCB hay nó bự, nhưng đến giai đoạn sau khi giảm sự dự giảm dự trữ sắt, lúc này bắt đầu thay đổi hình dạng hồng cầu, MCV, MCH, MCSC đều thấp hết, đều giảm hết. Và các bạn thấy là đến độ hồng cầu bạn bị gì, có nhiều kích thước bạn nó không có đều nha. Các bạn hãy nhớ cái bài và đó chúng ta đánh giá thiếu máu cho thiếu sắt chưa. Đây là hình dạng của những cái trường hợp này, và mới nhớ nha, cái hình dạng nó sẽ là gì, kích cá hồng cầu nhỏ nhược sắt và kích thước nó không có đều. Rồi và tiếp theo nữa, trong cái điều trị thiếu máu thiếu sắt thì trước hết bạn phải tìm nguyên nhân. Nguyên nhân của thiếu máu thiếu sắt là gì, là chúng ta nói đó, bốn cái nhóm nguyên nhân đó, thì nhóm nguyên nhân nào các bạn sẽ loại trừ từ từ. Người đó 80 tuổi rồi làm sao mà có thai được, loại ra đúng không? Rồi bệnh nhân nào có bệnh lý dạ dày trước đây thì loại ra. Rồi không do phải nguyên nhân do dinh dưỡng, nguyên nhân ăn uống được thì loại ra, thì còn lại nguyên nhân gì, mất máu ở người này, bệnh lý dạ dày không thấy, không thấy thì coi chừng các bạn coi một cái lớn lứa tuổi mà trên 60 trở lên đó, coi chừng có ung thư đại trực tràng hay không ha. Chúng ta tìm cái nguyên nhân chúng ta loại bỏ đi, rồi các bạn bổ sung sắt cho bệnh nhân bằng cách gì, thức ăn. Đây là những thực phẩm có nhiều sắt này các bạn, và gần như cái này các bạn mỗi gặp mỗi ngày các bạn vẫn ăn, mà có cái nào bạn không ăn đâu ha. Thứ hai là bạn bổ sung viên sắt, thì viên sắt có thể dùng dạng sunfat và có lượng hàm lượng từ 200 đến 300 mg một ngày. Thật ra các bạn cái này chúng ta
điều trị vậy thì chúng ta nói chung chung thôi, chứ còn thực ra muốn các bạn không cái bài, cái bài gọi là bạn cái bài là cái bài là thiếu máu và thiếu sắt á, nó cho ta cái cách tính nha, bạn phải dựa vào lượng hemoglobin bạn thiếu, rồi từ đó bạn sẽ tính ra cái lượng sắt bạn thiếu, và cái sắt bạn thiếu xong bạn sẽ có công thức tính. Bạn nhìn đây nè, mỗi một cái chế phẩm của nó sẽ có một cái lượng sắt khác nhau. Thí dụ như đối với sắt sulfat, bạn sẽ có cái nhóm là 325 mg, cái một cái viên như vậy. Sắt fumarat làm được như đây và gluconat làm được đây, nhưng mà sắt nguyên tố bạn tùy theo 20%, 33% hay 12%. Như vậy thì cái bạn muốn cung cấp là sắt nguyên tố. Như vậy bạn phải tính ra được với cái lượng này một ngày tôi cần bao nhiêu sắt nguyên tố. Bạn đang tính trên hemoglobin đó, thầy không có được công thức tính ra ở đây bởi vì không có đủ thời gian để thầy nói cái đó. Và cái bài này thuộc về dược lý hay dược lâm sàng, vậy thầy nhớ vậy, nó sẽ có một bài điều trị thiếu máu thiếu sắt. Thì lúc đó người ta sẽ bạn tính ra được cái lượng sắt bạn thiếu thì bạn phải bổ sung đúng cái lượng đó bằng những cái viên này. Thì những cái chế phẩm bạn có thể gặp đó là cái nhóm sắt 2 nè, sulfumarat nè, sulfat nè, gluconat và succinat ha. Đây là cái nhóm lâm dược lâm sàng các bạn có thấy nha, trên các biệt dược bên ngoài chúng ta thấy đó, các cái nhóm thuốc chúng ta bổ sung cho bệnh nhân. Rồi thời gian điều trị bao lâu thì người ta thấy rằng là gì, khi các bạn bắt đầu thiếu máu thiếu sắt thì lượng hemoglobin bắt đầu giảm, thì bạn cung cấp vào thì lượng hemoglobin bắt đầu tăng lên, nó tăng các cái giai đoạn của cái nguyên hồng cầu. Bạn ba hôm tại sao nó tăng hồng cầu lưới, thì bắt đầu gì bạn, nó sẽ tăng hồng cầu ra bên ngoài, và sau 2-3 tuần thì nó tăng lượng hemoglobin, tăng hematocrit lên, rồi sau đó thì nó tăng nhu cầu, sau 1 tháng bắt đầu có sự gì hấp thu sắt nó tăng lên, rồi sau 3 tháng bắt đầu hấp thu sắt nó giảm xuống thì sao, bây giờ nó dần ổn định rồi. Và người ta thấy là chứng minh cho chúng ta thấy là sau điều trị và bổ sung sắt á, thì từ 3-6 tháng thì bệnh nhân mới ổn định. Như vậy thì trong điều trị thiếu máu thiếu sắt, đừng có cho bệnh nhân uống con tuần lễ rồi ngưng thuốc nha, đừng có cho uống 1 tháng là đủ rồi nha, mà bạn nhớ giùm thầy là điều trị từ 3-6 tháng, sau đó chúng ta đánh giá lại được chưa. Rồi, và khi dùng sắt thì không nên uống với trà, đó là trong cái thành phẩm, những thực phẩm có axit oxalic nó cản trở hấp thu sắt ha. Rồi những cái thực phẩm phi tát cũng vậy ha. Rồi đó là cái trình bày thiếu máu thiếu sắt. Chúng ta nói tiêu nhân tiếp theo là thiếu máu do thiếu B12. Trong thiếu máu thiếu B12 thì bạn thấy là B12 chính là cobalamin, mà B12 chỉ có trong động vật thôi các bạn. Nhu cầu mỗi ngày chúng ta hấp thu ở được khoảng 5 mg một ngày. Và B12 muốn hấp thu được thì nó phải gắn với yếu tố nội của B của gì bạn, của dạ dày á. Tế bào viền của dạ dày sinh ra hai chất là asclepiodic và yếu tố nội. Và lát nữa thầy sẽ nói cái cách mà chúng ta hấp thu được B12. Và cái vị trí hấp thu B hay là ở cuối hồi tràng. 90% mà nó vận chuyển trong huyết tương ở cái dạng là transcobalamin 1, 2 và 3. Thì transcobalamin 2 được vận chuyển từ B12 đến gan để dự trữ. Đây là cái đặc điểm của B12. Như vậy thì đây là quá trình hấp thu B12. Bạn biết là B12 có trong thịt, thì nó muốn hấp thu được thì nó tách B12 ra trong thịt từ ra. Thì muốn hấp thu, nó muốn tách ra được thì sao? Dù dạ dày nó có gì? Acid lauric, nó có gì nữa? Có pepsin, các phân hủy đầu tiên ra phóng thích B12. Nhưng ở đây B12 không gắn với tố nội của dạ dày các bạn, mà nó gắn với một cái receptor của trên tuyến nước bọt. Sau đó được xuống tá tràng. Tại tá tràng thì có nhờ cái men protein nó cắt cái B12 với lại cái phức hợp mà trong tuyến nước bọt đó, thì nó mới gắn với tố nội vô. Và khi gắn tố nội xong, nó xuống tới cái đoạn cuối của cái ruột non là cái phần hồi tràng. Trên cái đoạn cuối này bạn nó có receptor để tiếp nhận được cái yếu tố nội và nó mới đẩy B12 vào trong máu. Đó là cobalamin 2 đó, để đưa về gan. Được chưa? Đây là quá trình hấp thu B12. Rồi, như vậy thì những nguyên nhân nào làm cho bạn thiếu B12, các bạn sẽ bị gì? Do những người không hề ăn thịt bao giờ, là những người ăn chay trường ha. Những người ăn chay. Thứ hai là bệnh lý dạ dày ruột. Một người bị viêm teo dạ dày không thể tiết được B yếu tố nội, hoặc là gì cắt dạ dày ha. Một số người gì cắt bỏ hồi tràng là nên hấp thu B12 cũng không hấp thu được, đúng không? Và gì một số cạnh tranh, ví dụ bạn nhiễm sán giải cá ở ngay chỗ đoạn hồi tràng làm cho nó cạnh tranh hấp thu B12, nên B12 không có đưa vào trong cái hồi tràng được, hoặc là bệnh lý viêm quỷ hồi tràng các bạn, nó làm cho chúng ta giảm hấp thu B12. Một số bệnh lý do thiếu máu ác tính liên quan đến rối loạn di truyền tự miễn các bạn ha. Rồi đây là bệnh lý của cái lét của vùng mà hồi tràng bằng là bệnh lý Crohn ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy những cái nguyên nhân thiếu máu, bạn nhìn vô đây đi, chúng ta có thiếu máu gì? Một là do không có protein trong động vật nè, do yếu tố nội tại nè, do cạnh tranh hấp thu B12 nè, do giảm hấp thu B12 ở ruột nè. Cho thầy hỏi nha, trong cái nhóm này nè, ví dụ bạn nói là một là cái người mà không có ăn động vật ha, ví dụ ăn chay. Thứ hai là cắt dạ dày thiếu máu tính. Thứ ba là do gì? Cạnh tranh gắn B12 cho bệnh sán dạ cá đó, ở vùng có vùng hồi tràng đó. Và cái thứ tư là gì? Phẫu thuật cắt hồi tràng hoặc bệnh lý Crohn bị viêm nhiễm ở hồi tràng làm chúng ta không có thu được B12. Vậy cho thầy hỏi trong cái nhóm này, cho thầy hỏi nha, nhóm nào sẽ gặp nhiều nhất? Các bạn sẽ gặp nhóm nào nhiều nhất?
Nhóm nào các bạn? Nhóm nào trong này nè, bạn nhìn nhóm nguyên nhân để cho thầy biết nhóm nào bạn. Đúng rồi. Cái nhóm người ăn chay là các bạn sẽ gặp nhiều nhất. Nhớ giùm thầy nha, từ hồi nãy giờ tôi nói tới đâu tôi nhấn mạnh tới chỗ đó đó, để khi trách nhiệm người ta hỏi đó, người ta sẽ hỏi ra trong nhóm đó nhóm nào các bạn sẽ gặp. Được chưa? Như vậy thì về mặt lâm sàng thứ B12 các bạn thì chúng ta thấy là gì? Thường là bệnh nhân sẽ có những dấu hiệu của thiếu máu chung. Đây là bệnh nhân sẽ có dấu hiệu gì bạn? Dấu hiệu của thiếu máu này về mãn tính và thường các bạn có tổn thương, ví dụ như là dị cảm thần kinh, bệnh nhân tổn thương dây thần kinh ngoại biên nặng hay tổn thương ở tủy ngoài và chức năng não ha. Và đây là cái lưỡi bệnh nhân thứ 12 nó rất là đỏ mà nó sưng, nó tấy đỏ như vậy ha. Rồi về xét nghiệm thì chúng ta thấy là hồng cầu to, nếu các bạn phế máu ngoại biên và các bạn nhớ định lượng B12 dành thầy nó nhỏ hơn 100 mg. Bây giờ có một cái lý do mà chúng ta nói là nếu như bây giờ bạn không biết là ở hồi tràng bệnh nhân có bị tấn thương hay không, có bị vấn thương vấn đề về cạnh tranh trong hấp thu hay không, thì bây giờ bạn không biết có thiếu B12 do có nguyên nhân tại hồi tràng hay không, thì ta làm cái nghiệm pháp đó người ta làm cách nào, người ta cho bệnh nhân uống cái B12 có gắn cùng vị phóng xạ và nếu nó hấp thu được thì đi vào máu và khi vào máu được thì nó đến nước tiểu nó thải ra ngoài. Như vậy thì trước khi làm cái điều kiện này bạn nhớ dùng thầy là phải tiêm cho nhân một liều B12 liều cao để chi vậy, để cái B12 này nó hấp thu, nó đưa vào, nó dự trữ hết cái kho, tại vì khi các bạn thiếu kho dự trữ á, bạn đổ vô cái nó vô kho hết, nó không ra nước tiểu, bạn lấy ra một định, bạn định lượng nó có hay không. Do đó bạn phải cho một liều B12 trước đó, sao cho uống đồng vị phóng xạ và bạn thử. Nếu như bạn thử vào trong nước tiểu nó vẫn có nghĩa là cái nghiệm pháp này là nó không có tổn thương ở cái đoạn này, người ta gọi là nghiệm pháp siêu linh test. Chỗ này hiểu chưa? Rồi vậy thì chúng ta điều trị B12 thường là điều trị lâu dài và có thể suốt đời bằng có thể là B12 dạng chích hoặc là B12 dạng uống ở đây ha. Chúng ta phải có dùng là cái dạng mà cái viên uống đó. Rồi bây giờ chúng ta nói đến thiếu acid folic thì acid folic lại không phải như cái B12, bạn có thể có chủ yếu là rau xanh thôi, ở trong rau quả và nó cũng là cái quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu. Bạn coi lại vì sao nó quan trọng nha, nó liên quan đến cái quá trình cấu trúc hồng cầu trong bệnh sinh lý á, và nhu cầu mỗi ngày chúng ta cần từ 50 đến 100 microgram một ngày. Như vậy thì trong thiếu máu và thiếu acid folic các bạn sẽ có một loạt các nguyên nhân. Một là do chế độ ăn, bệnh nhân bị đói nè, chế độ ăn hợp lý nè. Thứ hai là giảm hấp thu do bệnh lý tiêu chảy hoặc trong một số thuốc nó cái làm chúng ta giảm hấp thu như phenytoin hoặc cái nhóm bắc trên là kháng sinh đó, tăng thải trừ lọc máu ngoài thận, tăng nhu cầu do thiếu máu tăng huyết mạng tính, do có thai, do bệnh tróc da, và thứ tư là gì, do một số cái thuốc làm ức chế cái làm tác dụng của acid folic bị ức chế, ví dụ như là thuốc điều trị ung thư metrotexat, cái nhóm kháng sinh là trimethoprim hoặc là cotrimoxazole, rồi là cái nhóm dimethamine ha, khi các bạn sử dụng kéo dài. Như vậy thì đây là cái nhóm mà chúng ta thấy các bạn sẽ bị thiếu máu do thiếu acid folic. Vậy cho thầy hỏi nha, trong nhóm này bạn thấy cái nhóm nào sẽ nhiều, nhóm nào sẽ là nguyên nhân nhiều nhất làm chúng ta thiếu acid folic? Nhóm nào các bạn? Tại đây bạn nghe nhóm nào? Theo bạn là nhóm nào? Do ăn, do chế độ ăn thiếu. Thử tưởng tượng nha, từ nhỏ tới lớn tới bây giờ có khi nào bạn không ăn rau không? Có người nào mà không hề ăn một miếng rau nào không các bạn? Có không? Thấy các bạn có không? Có ai từ nhỏ tới lớn không hề ăn rau không? Có hả? Chỉ thầy coi thầy chưa thấy nha. Thầy chưa thấy không người nào không ăn rau, không ăn trái cây hết trơn á. Không có cái chuyện, nó rất là hiếm bạn. Nếu mà có thì rất là hiếm, đúng không? Thứ hai nữa, nếu mà có đây bạn sẽ vấn đề hiệu quả, cái ông hậu quả là gì? Một số người bạn đặc biệt cũng ăn rau nhưng họ kêu họ cũng bị, biết chưa là sao phải không? Họ ăn rau mà họ sợ, giờ muốn thấy là cứ nghe là ở trong rau có nhiều ký sinh trùng, có nhiều vi khuẩn lắm, nên đem rau về bắt đầu rửa sạch xong không yên tâm nữa, thôi nấu đi, mà nấu cũng không yên tâm nữa, nấu thiệt chín giùm tôi, chín gì cái nấu quá chín đó làm mất acid folic các bạn. Nhưng mà nguyên nhân này không gặp nhiều đâu, cái nguyên nhân nhiều là nhóm này là bạn tăng nhu cầu, những cái bệnh lý thiếu máu tán huyết mạng, có thai và bệnh tróc da tăng nhu cầu từ 5 đến 10 lần. Đây là lý do các bạn sẽ hay gặp trong cái nhóm thiếu B9. Và nếu mà so sánh về thiếu B9 với thiếu B12 mặt lâm sàng các bạn, người ta thấy B9 nhiều hơn. Tại vì thật ra cái thuốc ở ngoài ngoài các bạn thấy là cái tạc diphenol B9 nó sẽ bán nhiều hơn so với những nhóm còn lại, thường đa phần là thiếu B9. Được chưa? Rồi thế này bạn nắm được cái nguyên nhân của thiếu B9 chưa? Và cái đặc điểm của thiếu B9 nó cũng giống như B12 bạn, nhưng chỉ khác một chỗ là nó không có tổn thương thần kinh. Và một cái đặc điểm thứ hai nữa, nếu người phụ nữ mà có mang thai đó, và nếu thiếu B9 đó, sinh đứa con ra sẽ dễ bị một số dị tật, thí dụ như một cái tật gọi là cột sống chả đôi, spinal bifida. Thứ hai đó là gì, một số trường hợp bị gì sức môi hở hàm ế cũng có thể gặp ha. Và các bạn nhớ là đây là thiếu máu hồng cầu to và bệnh định lượng B9 nó nhỏ hơn 9 nanomol trên lít. Rồi bạn điều trị bằng gì?
cung cấp cái thức ăn có nhiều vi chính. Đây, một số thức ăn có rất nhiều vi chính như là măng tây, rồi chúng ta có cải xanh, rồi chúng ta có là bắp đu đủ, rồi bơ, rồi các loại đậu, bắp cải, đậu bắp, cải trắng, rồi ớt chuông. Và ở lâm sàng thì các bạn sẽ có những nhóm thuốc, như chúng ta có thuốc gì tạt differon B9 để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Rồi chúng ta sẽ nói một cái bệnh lý mà chúng ta gặp nữa là tán huyết tự miễn. Trong nhóm tán huyết tự miễn này, trong cơ thể bạn sinh ra một cái kháng thể này chính là IgG. Kháng thể này có thể nó gắn ở trên bề mặt hồng cầu, nó quay cái đồ Fc ra, như vậy nó bị bắt ở đại thực bào, rồi sau đó nó làm giảm khả năng biến dạng và đưa đến lách, và lách nó bị bắt giữ lại và nó gây tán huyết. Nhóm thứ hai cũng bản thân cái này đến lách nó cũng sẽ bị tán huyết luôn, mà bị bắt bởi đại thực bào của lách. Và thứ ba, và khi có gắn cái Fc này vào, cái kháng thể này vào bạn, thì lúc đó nó sẽ hoạt hóa cái bổ thể, và khi hoạt hóa bổ thể thì nó đến cái tế bào của đại thực bào ở gan là tế bào Kupffer, cũng bắt cái hồng cầu lại và nó gây ra xuất huyết, nó gây ra tán huyết. Như vậy đây là cái nhóm mà chúng ta thấy là bệnh lý tán huyết tự miễn ha. Thường các bạn thấy nó không có rõ nguyên nhân tại sao nó sinh kháng thể này, nhưng có thể kết hợp một số bệnh lý như là lupus ban đỏ, bệnh nhân bị bệnh cầu mạn tính hoặc là bệnh u lympho toàn thân. Và cái biểu hiện lâm sàng của nó là gì? Nó gây tán huyết nên nó xảy ra rất là nhanh và đột ngột ha. Bệnh nhân thiếu máu nhanh và đột ngột, có thể đe dọa tính mạng là có thể tử vong á. Và biểu hiện lâm sàng tiếp theo là vàng da, rất to, và đồng thời gì nữa, bạn tán huyết nên tiểu ra nước tiểu có hemoglobin, đó là tiểu màu xám xị đó. Xét nghiệm máu thì mức độ thiếu máu nặng từ vừa đến nặng, và chúng ta thấy khi các bạn đánh giá bilirubin nó tăng vì nó gây vàng da. Và ở đây người ta thấy là do nó thiếu máu nó nhanh, nó bạn cấp, nó làm cho chúng ta sẽ tăng sinh cái hồng cầu của tủy xương, mà hồng cầu trong tủy xương tức là hồng cầu lưới, chúng ta đánh giá số lượng hồng cầu lưới hình thành ha. Và để đánh giá bệnh nhân này là cái nguyên nhân do cái kháng thể này là nó là ở trên màng hồng cầu hay là trong huyết tương, thì người ta làm cái biện pháp là test cơm. Test cơm thì chia hai nhóm, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là sao? Lấy máu bệnh nhân ra xong, các bạn lấy cái hồng cầu này, rồi sau đó bạn cho vào đây một cái lượng kháng thể nữa, đó là immunoglobulin. Thì anti-hemoglobin này sẽ gắn với lại cái kháng thể của hồng cầu này, bạn, nó làm cho nó kết tụ trở lại và gọi là cách cơm trực tiếp gián tiếp. Trường hợp thứ hai là gián tiếp là sao? Là cái kháng thể bạn làm trong huyết tương, bạn lấy huyết tương của bệnh nhân, sau đó bạn cho cái hồng cầu mẫu vào, và khi đó cái hồng cầu của bạn sẽ gắn với lại kháng thể này, rồi bạn cho tiếp tục kháng thể AHC vào, và lúc đó nó sẽ kết cái hồng cầu lại và nó gây ra tán huyết. Như vậy thì đây là cái cơm trực tiếp, cơm gián tiếp ha. Rồi, và trong điều trị thiếu máu do cái bệnh lý tự miễn á, gây tán huyết hồng cầu, thì bạn chỉ dùng cái gì? Thuốc ức chế miễn dịch thôi. Cái chị đầu tiên là dùng prednisolone, sau đó nếu không được tăng liều lên, không hiệu quả nữa, cắt lát mà không hiệu quả nữa, thì dùng tới gì bạn? Thuốc ức chế miễn dịch. Đó là cách chúng ta điều trị đối với những cái bệnh lý miễn dịch ha. Rồi thiếu máu thì các bạn truyền máu thêm giùm thầy. Rồi trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ nói đến một phần còn lại, là chúng ta nói cái nguyên nhân của suy tủy. Mà suy tủy thì thường thường là tổn thương trên tế bào gốc, tức là nó tổn thương trên mấy dòng, và sẽ là ba dòng. Và những nguyên nhân suy tủy bạn sẽ gặp đó là những nguyên nhân thường gặp nhất là tia xạ ha, hoặc một cái người mà làm ở trong phòng X quang, bạn những cái phòng mà có tia X đó, có nguy cơ sẽ bị ăn tia, và nguyên nhân có nguy cơ bị suy tủy ha. Thứ hai là quá trị liệu, một số trường hợp do thuốc, ví dụ như là thuốc cái nhóm kháng sinh bạn đây của chứng xám đó, chlorampheniconazole, phenibutazone, methotrexate, hay một số các cái bệnh như là bút ban đỏ ha, do các bạn cái tế bào gốc nó bị ký cơ chế tự sinh ra kháng thể IgG, hoặc một số trường hợp là cơ chế tự miễn không rõ nguyên nhân. Thì về mặt lâm sàng của bệnh nhân suy tủy sẽ có ba cái hội chứng suy dạ, bệnh nhân giãn hồng cầu, hội chứng nhiễm khuẩn do bạch cầu, và hội chứng giảm cái xuất huyết do giảm tiểu cầu, và thường là thiếu máu mức độ nặng các bạn, và thường giảm cả ba dòng. Và các bạn thấy khi các bạn sinh tiết tủy thì tế bào tủy nó rất là nghèo nàn. Vì điều trị thì bạn nhớ là thiếu hồng cầu thì hồng cầu, tiểu cầu thì tiểu cầu. Còn những trường hợp các bạn bị gì cái nhiễm khuẩn đó, thì bạn dùng kháng sinh, và người ta có thể kích thích cái tạo bạch cầu, và đây tôi tính ta dùng cái chất là GM-CSF ha, và làm chúng ta tăng cái kích thích của cái tạo neutrophil lên. Rồi được không được nữa thì chúng ta ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc. Rồi những cái trường hợp suy tủy do lupus thì các bạn dùng prednisolone. Rồi đối với cái thiếu máu do nguyên nhân bệnh lý mạn tính mà nãy thầy có nói rồi, trong bệnh lý mạn tính thì cái nguyên nhân đó là do cái khi bạn viêm nhiễm mạn tính đó, thì cái đại thực bào của bạn sẽ bắt cái sắt vào trong, nó dự trữ dạng hemosiderin. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có cái hậu quả là gì? Là cái sắt các bạn nó bị bắt để nó mục đích là không cho tế bào vi khuẩn sử dụng. Như vậy thì vô tình các tế bào còn lại cũng không sử dụng được. Như vậy thì bạn sẽ bị thiếu máu, dạng thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiệt sắt. À, những cái trường hợp bệnh viêm nhiễm mạn tính. Còn trong bệnh lý thận á, thì bạn biết là có cái chất là erythropoietin nó kích hoạt trên cái quá trình mà bị quá hồng cầu. Như vậy bạn sẽ bị thiếu máu, thường là dạng cái thiếu máu là hồng cầu nặng sắc nặng bào.
À, vậy thì trong cái lâm sàng cũng là một cái món bạn tính thôi, bạn đánh giá thêm với xét nghiệm về sắc huyết thanh, về ferritin, và những cái trường hợp mà do cái viêm nhiễm mạn tính đó, thì MCV nó có thể giảm, nhưng ở trong bệnh lý của hồng cầu đó, thì thường thường MCV nó bình thường, à, cái bệnh lý của thận đó, là MCV nó bình thường. Và trong điều trị thì bạn nhớ là chúng ta có thể sử dụng cái erythromelanin để thành điều trị để trong những trường hợp mà chúng ta bị suy thận đó. Rồi, và đó là toàn bộ cái bài thiếu máu ha. Như vậy thì thầy đã đi rất là kỹ lưỡng cho các bạn toàn bộ các nguyên nhân thiếu máu ha, về cách điều trị. Chúng ta chỉ đi một cách cơ bản thôi, các bạn không thể đi sâu được. Thật ra những cái bài này các bạn, nếu các bạn đi, nó sẽ là một bài riêng biệt, mỗi một phần sẽ là một bài riêng biệt, và đi thật là sâu vào cơ chế bệnh sinh về tất cả mọi cái. Nhưng ở đây chúng ta không có thời gian, chúng ta đi sẵn vô những cái sâu như vậy. Thầy đã cung cấp như vậy là khá đầy đủ cho các bạn nhìn tổng quát về cái bệnh thiếu máu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái bệnh lý thứ hai là xuất huyết. Và khi nói đến xuất huyết thì phải nhắc lại giùm thầy, các bạn nhắc lại giùm thầy cái quá trình đông và cầm máu, kể lại giùm thầy coi quá trình đông và máu chúng ta gồm có những giai đoạn nào, các bạn kể giùm thầy đi. Chúng ta muốn đi vào xuất huyết, chúng ta quay lại giống như hồi nãy chúng ta thiếu máu vậy, cũng mà không biết cái dòng đời của hồng cầu nó sinh ra ở đâu, nó bị tổn thương cái gì, và nó đến đâu nó gây tổn thương thì nó gây bị thiếu máu. Vậy thì ở xuất huyết cũng vậy, bạn hãy cho tôi biết là cái giai đoạn đông và cầm máu của bạn có những cái giai đoạn nào, kể thầy nghe đi, thì bạn mới suy ra được là những nguyên nhân nào làm chúng ta có thể bị xuất huyết. Còn nhớ không, các bạn còn nhớ không vậy? Thành mạch nè, rồi gì nữa bạn, tiểu cầu nè, rồi gì nữa, thứ nhất là co mạch, sau giai đoạn là gì, nút tiểu cầu đúng không, rồi đến gì, tạo cục máu đông, rồi co cục máu, rồi tan cục máu đông. Như vậy thì ba cái giai đoạn đầu tiên bạn nhớ giùm thầy nè, thành mạch nó co mạch được hay không, tức là còn có tổn thương thành mạch hay không, nhóm thứ hai là có tổn thương có tiểu cầu hay không, và thứ ba là có thiếu yếu tố đông máu hay không. Như vậy thì đó là ba những nguyên nhân các bạn sẽ để ý. Như vậy thì khi nào gọi là xuất huyết, xuất huyết khi nào bạn có một cái biện là gì, chúng ta thoát cái hồng cầu ra khỏi mạch mà có thể do cái tổn thương của thành mạch, hoặc là không có tổn thương, không có do vỡ mạch. Như vậy thì trong xuất huyết bạn có ba cái những nguyên nhân là tổn thương thành mạch là một, do tiểu cầu là hai, do bệnh lý huyết tương là ba. Đây là bạn, một là do thành mạch, hai là do tiểu cầu, và ba là do bệnh lý huyết tương. Như vậy thì trong cái nguyên nhân thành mạch đó thì các bạn thấy thường là do thiếu vitamin C, thiếu vitamin B, một số trường hợp do nhiễm khuẩn, do bệnh lý của gì, nhiễm trùng nè, do sởi nè, nhiễm trùng huyết, do não mô cầu, Neisseria meningitis nè, một số trường hợp do bệnh lý gì mạn tính như lao, đái tháo đường, xơ gan, một số bệnh lý diễn thành mạch đó là collagen hay nó ha. Thì các bạn thấy trong vitamin C nó giúp cho ta tổng hợp được collagen và proteoglycan. Như vậy thì thiếu hai thành phần này làm cho thành mạch các bạn không bền và hồng cầu dễ thoát ra ngoài. Rồi bệnh lý thứ hai chúng ta gặp nữa là trong bệnh lý về tiểu cầu. Thì ở tiểu cầu bạn nhớ cho thầy chia làm hai nhóm: chất lượng tiểu cầu và số lượng tiểu cầu. Và trong chất lượng tiểu cầu thì bạn có nhớ đến bệnh lý bẩm sinh. Một số bệnh lý bẩm sinh làm cho tiểu cầu nó không kết dính lại với nhau được, nó là rối loạn chức năng các bạn. Như vậy thì bệnh lý đầu tiên chúng ta gọi là bệnh nhược tiểu cầu, Klinefelter. Đây là đúng đặt ngay cái tên của cái ông nhà bác học này luôn các bạn, hai người Thụy Sĩ. Và ông quan sát ở một cái ngôi làng nhỏ trên một cái đỉnh núi ở Thụy Sĩ bạn, và ở cái ngôi làng có truyền thống tảo hôn, nó xảy ra trên người di truyền trên gen lặn và nhiễm sắc thể thường. Số lượng tiểu cầu không có thay đổi nhưng làm cho rối loạn tập trung tiểu cầu. Bệnh lý thứ hai chúng ta gặp là von Willebrand, và chúng ta thấy di truyền tính trội và làm chúng ta có thời gian chảy máu kéo dài. Bạn nhìn qua đây, đây là cái sự kết dính của tiểu cầu. Các tiểu cầu muốn kết dính lại phải có fibrinogen, mà fibrinogen muốn kết dính hai tiểu cầu thì nó phải có cái thụ thể gắn lên lại như vậy. Thì cái thụ thể này chính là cái G2B và G3A. Vậy trong bệnh lý đầu tiên nếu bạn thiếu cái thụ thể này, đó là bệnh lý Klinefelter. Cái nhóm thứ hai là cái tiểu cầu này khi nó kết với nhau được thì nó phải gắn trên thành mạch. Vậy thì nó có phải được một cái receptor để đi gắn trên thành mạch, đó chính là GB1B. Và khi bạn thiếu GB1B thì bạn sẽ có bệnh lý là Bednar Celiac. Cái tình lý thứ ba là gì? Trên thành mạch bạn có yếu tố von Willebrand. Vậy khi bạn khó không có von Willebrand thì bạn sẽ không có kết tiểu cầu vào được. Đây là bệnh lý khiếm khuyết do von Willebrand. Đó là bệnh lý về mặt bẩm sinh của tiểu cầu. Tới đây các bạn nắm được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái giảm số lượng tiểu cầu. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp dấu nguyên nhân gì suy tủy? Do giảm tiểu cầu, do nhiễm độc hóa chất, do độc chất hay do những cái thuốc độc. Rồi thứ hai là tủy bị xâm lấn. Nó xâm lấn từ gì? Bị một số ung thư xâm lấn vào, ví dụ như bệnh nhân bị một tình trạng là ung thư bạch cầu cấp các bạn, là leukemia cấp, nó lại xâm lấn vào giảm cái mẫu tiểu cầu đi, làm chúng ta giảm cái tiểu cầu một biên. Rồi cái nhóm thứ hai chúng ta có thể gặp nữa là do dị ứng, một số trường hợp cho thuốc các bạn làm nó sinh ra kháng thể chống lại cái tiểu cầu. Một số là gì, tăng quỹ tiểu cầu, ví dụ bệnh nhân bị cường lắc, trong sốt rét bạn cường lắc mà lách tiểu cầu là cái nơi mà
bị rách bắt giữ lại, cái rách tăng hoạt động lên, nó làm cho tiêu diệt tiểu cầu chứ mà bị xuất huyết. Một số trường hợp do nhiễm khuẩn, ví dụ trong bệnh lý xuất huyết chúng ta sẽ gặp giảm tiểu cầu, và trong những trường hợp nhiễm trùng huyết ha, đây là những cái điểm xuất huyết giảm tiểu cầu các bạn. Rồi cuối cùng chúng ta có thể gặp một số việc cái giống tiểu cầu do tự miễn ha, đó là liên quan đến kháng thể, chút nữa chúng ta sẽ nói bệnh lý này sao. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái nguyên nhân sau cùng là nguyên nhân trong cái hội chứng xuất huyết, đó chính là gì? Cái nhóm của yếu tố đông máu. Bạn biết là trong cái quá trình mà tạo cái cục máu đông á, bạn nhìn đây nè, đó chúng ta phải có thay giai đoạn nghề tạo rhodopsina, rồi chuyển phức hợp rhodopsin thành thrombin, và chúng ta chuyển fibrin thành fibrin. Như vậy thì để tạo phức hợp rhodopsina này, bạn có hai con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh, bạn còn nhớ không? Yếu tố 12, yếu tố 11, yếu tố 8, yếu tố 9, và bên đây là yếu tố 7, rồi xuống nó tạo thành con đường đông máu chung thì đó yếu tố 10, yếu tố 5, yếu tố 2, yếu tố 1. Như vậy thì khi đó mới tạo thành cái phức rhodopsina, rồi sau đó có rhodopsin nó mới chuyển rhodopsin thành thrombin, rồi nó mới chuyển fibrin thành fibrin. Thì khi tạo thành cái lưới fibrin thì lúc đó nó tạo thành cái cục máu đông bền vững. Như vậy thì khi các bạn thiếu những yếu tố đông máu nội sinh hay thiếu đông máu ngoại sinh, các bạn sẽ bị bẻ gãy cái liên kết này, và khi bẻ gãy liên kết này thì cục máu đông nó không hình thành được và các bạn bị xuất huyết. Thì một trong những bệnh lý bạn sẽ gặp là gọi là bệnh ưa chảy máu, hay gọi là hemophilia. Thì trong bệnh này có liên quan đến gì bạn? Yếu tố 8, yếu tố 9, gọi là hemophilia A, hemophilia B, di truyền trên nhiễm sắc thể giới tính Y, thì người mẹ bị bệnh thì đứa con trai sẽ bị bệnh, con gái sẽ mang gì bạn cái ra nặng. Hay như vậy thì một trường hợp thứ hai là bạn thiếu cái phức hợp rhodopsin. Như vậy thì không tổng hợp rhodopsin được do tổn thương ở gan, do ứ mật, do tổn thương ống tiêu hóa. Và thứ ba là gì? Bệnh tiêu sợ huyết. Tức là các bạn thấy là gì? Sau những cái phẫu thuật ở phổi, ở sản phụ khoa, một số trường hợp nhiễm trùng huyết, nhiễm độc, nó sinh ra những cái yếu tố, bạn nó hủy hoại cơ quan, nó sinh ra cái yếu tố streptokina và urokina. Bạn biết rằng để mà hủy được lưới fibrin này, bạn phải có chất là plasmin. Mà muốn có plasmin, bạn phải biến phép plasminogen thành plasmin. Như vậy thì tại chỗ này nó có yếu tố urokina và streptokina này, nó kích hoạt con đường này xảy ra, và kích hoạt cái này có phải là vô tình nó tạo plasmin, nó quay ra trình tạo, nó làm hủy fibrin không, và như vậy nó làm tăng giáng hóa fibrinogen không, như vậy có phải làm chúng ta bị xuất huyết không? Như vậy thì đây là nhóm xuất huyết liên quan đến yếu tố đông máu, được chưa? Như vậy là chúng ta đã đi hết các nhóm nguyên nhân rồi đó, được chưa? Và đây là các yếu tố đông máu. Như vậy thì về mặt lâm sàng của xuất huyết thì các bạn thấy có thể là gì? Một bệnh nhân đến xuất huyết tự nhiên mình đang thấy xuống dưới da, bệnh nhân nói là chảy máu chân răng, chảy máu cam. Một số người là gì bạn? Đi nhổ răng á, mới có chích cái kim vô để làm cái tê thôi là chảy máu ngoài hổng cằm ha. Rồi về mặt lâm sàng thì các bạn có những cái vị trí xuất huyết ở đâu? Xuất huyết da niêm mạc nè, rồi xuất huyết dưới da là xuất huyết dưới niêm mạc nè, rồi xuất huyết ở tạng. Thì đối với da các bạn thì bất kỳ vị trí nào, số lượng nó cũng tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh. Và màu sắc thay đổi, bạn có từng bị vết bầm chưa? Bầm tím cái đầu tiên nó tím rịm luôn, sau đó nó chuyển sang màu vàng, rồi chuyển sang màu xanh, rồi cuối cùng nó mới mất. Kích thước cũng thay đổi, từ 1 dưới 1 mm người ta gọi là chấm ha, từ 1 đến 10 người ta gọi là mm thì gọi là nốt, từ 1 đến 10 cm gọi là mảng, rồi đám là gì? Nhiều nốt, nhiều chấm nó tập hợp lại với nhau, thậm chí nó tạo thành khối máu tụ. Bạn đây một cái người bị khối máu tụ ở khớp, đặc biệt những người bị hemophilia các bạn, hoặc là khối máu tụ ở cơ ha. Rồi xuất huyết dưới niêm mạc thường là ở lưỡi, ở răng, ở lợi. Và xuất huyết tạng thì có xuất huyết ở tử cung, xuất huyết ở dạ dày, xuất huyết ở thận, gan ở lách, thậm chí xuất huyết não thì những trường hợp nặng. Rồi bây giờ về các cách đánh giá thì chúng ta sẽ xem nè, chúng ta sẽ đánh giá để xác định là bệnh nhân sẽ bị xuất huyết ở đâu, bị nguyên nhân ở đâu. Một là do thành mạch, hai là do tiểu cầu, và ba là yếu tố đông máu. Như vậy thì lúc này bạn làm cái đầu tiên là nghiệm pháp dây thắt ha. Thì trong nghiệm pháp dây thắt này bạn lấy cái máy đo huyết áp, bạn đo huyết áp tâm thu tâm trương giùm thầy. Sau đó bạn lấy huyết áp trung bình của hai thằng này, tức là lấy tâm thu tâm trương chia đôi, bạn bơm lên cho thầy từ 5 phút trở lên đến 5 đến 10 phút. Sau đó bạn nhìn phía dưới của cái chỗ bơm á, bạn sẽ đính cho thầy bằng một cái centimet vuông da, thật ra là bằng một cái inch vuông á, một inch vuông của anh các bạn, của Mỹ đó là 2,5 centimet vuông á. Thì bạn đếm trên 10 trên 20 cái nốt chấm chấm xuất huyết, như vậy người ta gọi là nghiệm pháp dương tính. Thì ở những trường hợp này bạn kết luận là thành mạch nó có vấn đề, giảm sức bền thành mạch. Thứ hai trên tiểu cầu, bạn đánh giá về số lượng tiểu cầu và đánh giá thời gian máu chảy, thời gian co cục máu và thời gian tiêu thụ rhodopsin để chúng ta tiểu cầu có bình thường hay không. Thứ ba là yếu tố đông máu, đánh giá yếu tố đông máu có gì? Thời gian đông máu, thời gian hô queo, thời gian huyết và tỷ lệ phức rhodopsin bằng định lượng fibrinogen. Và khi đó bạn thấy là trong thời gian máu chảy bình thường từ 3 đến 6 phút, trên 6 phút thì bạn coi chừng bệnh nhân sẽ có bệnh lý của thành mạch hoặc là tiểu cầu hoặc là thiếu yếu tố fibrinogen. Rồi thứ hai, thời gian máu đông từ 6 đến 9 phút là bình thường, trên 15 phút coi chừng giảm yếu tố đông máu, tức là đôi khi bạn chảy máu không có cầm các bạn, là coi chừng ha. Rồi
Và tiếp theo nữa là gì? Chúng ta nói một cái bệnh lý là xuất huyết. Đầu tiên là xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Đây là một bệnh lý do xuất hiện các loại IgD. Và khi nó gắn vào tiểu cầu của bạn, thì chúng ta thấy là gì? Nó cái phần Fc này bạn, nó sẽ gắn với lại cái phần FB bạn, nó gắn với cái yếu tố hemarin này bạn, và phần Fc nó quay ra ngoài. Mà khi quay ngoài nó bị đại thực bào quá rất bắt, và lúc đó nó quỷ tiểu cầu. Và triệu chứng lâm sàng của xuất huyết tâm cầu tự miễn á, thì liên quan đến gì? Thường là cái gì tự miễn là gặp ở nữ nhiều và được ở trẻ em ha, nữ nhiều hơn nam. Vì trí xuất huyết cái chảy máu ở miệng nè, ở vùng chảy máu mũi, chảy máu cam á, có thể đông kinh, những cái vết bầm ở xuất huyết dưới da, và đôi khi có đắt to, thì lúc này bạn xét nghiệm mà thấy số lượng tiểu cầu nhỏ hơn 100 mm khối ha. Và các bạn điều trị bằng gì? Cũng phải điều trị bằng cái điều trị miễn dịch, cũng là prednisolone đầu tiên, sau đó bạn tăng liều lên, không tăng liều được thì cắt lát không hiệu quả thì thường ức chế miễn dịch ha. Đó là cách chúng ta điều trị rồi. Và đối với bệnh ưa chảy máu á, thì các bạn sẽ có liên quan đến gì? Thiếu tố 8, thiếu tố 9, hemophilia, hemophilia B, bệnh di truyền trên những sợi dây tính X gặp ở bé trai. Được chưa? Và triệu chứng lâm sàng của hemophilia, bệnh xuất hiện càng sớm, tức là càng trẻ nhỏ vào xuất huyết á, thì càng nặng. Thứ hai là thường có thể sau một chấn thương rất là nhẹ. Và thứ ba là ít khi nào tự cầm lắm các bạn. Tức là gì? Cái đặc điểm nó chảy máu nó chảy hoài, không có cầm được. Và những cái trường hợp đó bạn coi chừng. Ví dụ thành mạch được, có thể nha. Có thể là chỉ kéo dài, nhưng mà có thể làm cho nó, bạn có thể bạn ép rồi lại thì nó sẽ cầm máu được. Nhưng trong cái thiếu yếu tố đông máu bạn, trong cái yếu tố 8-9 là gần như bệnh nhân chảy máu gần như không có cầm được, trừ khi bạn truyền đúng yếu tố đó vào. Và cái đặc biệt các bạn, những cái vết thương ngoài da các bạn dễ có thể bị chảy máu rất là dữ ha. Những cái hốc tự nhiên, hoặc là đặc biệt những người này có khối máu tụ, và có thể là không phải xuất huyết bình thường là trở thành một cái khối máu tụ luôn. Người ta chống chỉ định ở những cái người mà bị hemophilia đó, không được tiêm vào trong khớp cũng như không được tiêm vào trong cái cơ vùng mông vì nó gây ra xuất huyết. Thì các bạn đánh giá mình này là bạn đo cái thời gian máu chảy nè, thời gian hô quen và tỷ lệ tiêu thụ nội thông đi ha. Và đây là con đường nội máu nội sinh ha, yếu tố 12, yếu tố 11, yếu tố 9, yếu tố 8. Bên đây có yếu tố 7 là yếu tố con đường ngoại sinh. Sau đó thành cái đường con đường chung, tức là phức hợp nội thông đi na, đó là yếu tố gì? 10, yếu tố 5, yếu tố canxi và phospholipid ha. Rồi sau đó trở chuyển thành gì? Nội thông đi, chuyển thành phosphatidin và chuyển phyroxen thành thi đi. Rồi thì đây là các cái xét nghiệm các bạn đánh giá con đường ngoại sinh, thì gồm có thời gian TQ, PT, còn con đường nội sinh là thời gian hô quen, ABTT hoặc là BTT ha. Vậy thì lúc này các bạn sẽ dựa vào cái này để các bạn phân biệt. Nếu TS kéo dài, thời gian máu chảy kéo dài, thời gian máu đông bình thường thì ở đâu nó tổn thương? Nếu cả hai cùng kéo dài thì nó tổn thương ở đâu? Nếu cả hai bình thường thì nó tổn thương ở đâu ha. Rồi chúng ta đánh giá con đường đông sáu ngoại sinh, con đường nó ngoại sinh, BTT bình thường, BTT dài, TQ bình thường thì là bệnh lý ở đâu ha. Còn nếu cả một cái TQ bình thường, cái TQ kéo dài và BTT nó bình thường thì bệnh lý ở đâu? Nếu cả hai cùng kéo dài luôn thì ở đâu ha. Các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ phân biệt được nguyên nhân do con đường đông máu nội sinh hay con đường máu nội sinh, hay nguyên nhân do tiểu cầu hay nguyên nhân do thành mạch, chúng ta sẽ đánh giá được. Rồi về mặt điều trị hemophilia thì bạn chỉ cần gì? Bổ sung thôi. Thiếu yếu tố 8 thì chịu yếu tố 8, thiếu yếu tố 9 thì chịu yếu tố 9, được chưa? Rồi có một lý có thể gặp nữa là thiếu vitamin K. Một số người sau phẫu thuật không ăn uống được, dùng kháng sinh kéo dài là của đường ruột, mà vitamin K giúp chúng ta tổng hợp được các yếu tố đông máu là yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9 và yếu tố 10 tại gan. Như vậy thì những cái trường hợp kém dinh dưỡng do sau phẫu thuật không ăn uống được và kháng sinh kéo dài thì làm chúng ta thiếu vitamin K, mà các bạn cứ chịu lâm sàng là bị xuất huyết, nhưng nó không đặc hiệu bạn có thể ở bất cứ vị trí nào, và có thể bạn làm xét nghiệm gì thời gian rồi thuốc viên kém dài ha, các chỉ số khác bình thường. Còn điều trị thì bạn chỉ cần tiêm vitamin K dưới da thôi. Coi cái trường cuối cùng là chúng ta sẽ gặp đến bệnh lý gì? Dị ứng thành mạch, là làm tổn thương thành mạch chúng ta bị xuất huyết, chúng ta gọi là Fulenhinox. Đây là bệnh lý liên quan đến cái gì bạn? Trung gian miễn dịch và kèm theo lắng động IDA ha. Và nó liên quan đến yếu tố gia đình và cái gen HLA-B35 và DR4 ha. Rồi và triệu chứng lâm sàng các bạn thấy là gì? Thường gặp ở đứa trẻ nhỏ và đặc biệt ở nữ nhiều hơn nam ha. Và chúng ta thấy là gì? Vì chất xuất huyết là ở đâu? Thường là đồng đều, đối xứng ở hai tay hai chân, ở trước cẳng chân, ở gần khớp và đối xứng ha. Và những cái chấm đỏ này bạn nó không có dính vào nhau ha. Và triệu chứng các bạn thấy là gì? Xuất huyết điển hình này là chúng ta thấy là khi các bạn làm cái xét nghiệm máu nó bình thường, chỉ các bạn làm cái biện pháp giải thác cái này chúng ta chỉ các bạn đó, thì chúng ta thấy là dương tính. Tức là trong bệnh lý tổn thương thành mạch Sclerosis, các bạn làm nhiều hết biện pháp giải thác dương tính. Thầy nhắc ở đây để gì? Vì các bạn trắc nghiệm câu hỏi đó. Trong Sclerosis chúng ta sẽ thấy biện pháp nào sao để dương tính ha, và chúng ta sẽ làm biện pháp gì thì chuẩn đoán. Đến số lượng tiểu cầu, đến như tôi đồng ta sẽ biết chúng ta chọn cái biện pháp này nó đúng. Rồi về mặt điều trị thì đây là một bệnh lý miễn dịch, thì bạn chỉ cần điều trị prednisolone thôi là đáp ứng được. Như vậy là chúng ta đã đi hết toàn bộ cái phải học và cái phần hồi nãy là phần nội tiết, phần còn lại của tuyến nội tiết đó là tuyến thượng thận. Như vậy là chúng ta đã xong cái bài ngày hôm nay, thầy sẽ dừng bài ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài thận, và
cái lớp của chúng ta đó, thì thầy dự định là các bạn sẽ kiểm tra vào tuần thứ 8, và cái bài 15 phút của các bạn là sẽ lấy bài số 3. Những bạn nào không có bài số 3 đó thì các bạn sẽ phải lấy bài 1, bài 2, và lúc mà phải lấy bài 1, bài 2 của các bạn thì thầy sẽ trừ điểm nha. Tại vì ai cũng phải nộp bài đều hết, không có trừ bài nào hết, nhưng mà tùy lớp thầy chọn bài thôi. Thì nếu bài số 3 các bạn không có thì lấy bài 1, bài 2 thì bạn sẽ bị 10 điểm, bài trừ điểm ha. Tức là bài 15 điểm cao không thầy chưa biết, thầy chưa có chấm tới các bạn, thầy rất nhiều lớp. Tuy nào bắt đầu từ tuần sau tôi mới tập trung chấm bài cho các bạn, tại vì tôi phải giải cho hết những cái bài, những cái lớp cơ bản trước rồi thầy còn ra đề các bạn nữa ha. Rồi. Vậy thì thầy sẽ làm cho các bạn cái đề kiểm tra, và trong cái bài kiểm tra thầy nhắc các bạn trước nha. Ai nộp bài trễ thì trừ điểm, khỏi phải hỏi nhiều. Tuần thứ 8 thầy sẽ kiểm tra, tại vì tuần thứ 9 phải có điểm cho các bạn để kết thúc luôn rồi. Và không biết trường có bắt làm sớm hay không nữa. Thì các bạn nhớ nha, trong cái bài kiểm tra giữa kỳ của bạn thầy tạo một cái folder mới, trong đó thầy sẽ ghi là bài tập kiểm tra giữa kỳ. Bài kiểm tra giữa kỳ bạn vô trong đó bạn lấy đề ra bạn làm, nhưng mà thầy bạn nhớ nha, thầy khống chế thời gian, tức là sau cái tuần đó bạn học xong cái bài đó thì thầy sẽ lên, thầy bắt đầu ví dụ như sau nó 5 phút 10 phút bạn ấy bắt đầu thầy bóp bài đề lên, thì các bạn phải vô đúng cái đó bạn lấy đề ra bạn làm bằng file Word. Sau đó bạn sẽ nộp lại cho thầy bằng hình thức tự luận. Thầy không muốn trách nhiệm, vì sao? Các bạn trục trặc thời gian, các bạn vì mạng, bạn rớt mạng một cái, bạn không nộp bài kịp là không điểm luôn. Tại vì thời gian của trách nhiệm nó vô cái là khóa luôn và không có mở lại được. Thì cái phần tự luận thì thầy có thể là chỉnh sửa thời gian cho các bạn được. Như vậy thì lúc đó các bạn có cơ may là các bạn lấy được điểm. Còn không mà các bạn kiểu mà đề thi trách nhiệm là thầy sướng, thầy không phải cực phải chấm bài. Nhưng mà ngược lại các bạn sẽ bị hậu quả nhiều hơn. Cho nên thầy chấp nhận sự hy sinh là thầy sẽ cố gắng là chấm bài cho các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ phải làm đề bằng kiểu đó, phải về coi lại cách chúng ta nộp bài như thế nào. Thời gian thì khống chế sẵn rồi, khi các bạn quá thời gian đó bạn sẽ không nộp được. Và không nộp được thì lúc đó người ta gọi là bị lỗi, đừng có đổ thừa. Ê, má em bị này, bé em bị kia nha. Thầy sẽ cho bạn thầy thống chế thời gian trước luôn. Ví dụ thật là thầy nói 30 phút nhưng thầy có thể rộng rãi hơn cho bạn thêm 5-10 phút gì nữa, để trong những trường hợp đó có rớt bạn, có kẹt bạn hay cái gì bạn vẫn nộp bài như được. Và qua thời gian đó bạn sẽ không làm bài được. Và bạn sẽ học tới bài ngày hôm nay luôn ha. Và học từ bài từ đầu tuần đến lại cuối bạn ra lại từ tuần thứ 6, được chưa? Rồi các bạn kiểm tra từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 6 và bài giữa kỳ. Các bạn đề thi đề mở mà lo cái gì cái việc mà các bạn học bài đâu ha. Và lúc đó thầy sẽ cho các bạn, tức là khi tuần 8 thì thầy thông báo trước thôi, bắt đầu tuần sau thì bắt đầu các bạn chuẩn bị kiểm tra thầy sẽ thông báo, hiểu không? Rồi lỡ mắc điện chịu đừng có hỏi tôi cái chuyện đó, tôi làm sao biết được hả? Cái chuyện này là chuyện của trời của đất, sao thầy biết ha? Nên là thầy phải nói trước các bạn, các bạn phải chuẩn bị trước cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà hy hữu đó thì không biết được, đừng được mà nói. Nhưng mà nhớ nha, phải vô đúng cái phần đó làm bài xong bạn nộp lên ngay cái đó luôn ha. Bạn cũng không có được ngoài thời gian nó ra là bạn không được nộp cái đâu ha. Nhớ giùm thầy, làm bài trên file Word xong nộp vô đúng cái folder mà thầy tạo ra cái mới đó, cái folder mới đó đó ha, được chưa? Rồi, và làm bài khoảng tầm 30 phút và tình huống là tự luận, tức là thầy cho các bạn là những câu hỏi ngắn và một tình huống lâm sàng, tùy mỗi lớp mỗi cái kiểu khác nhau, cũng là một cái lớp làm bài này, có lớp làm bài kia thầy không có nói trước được, do thầy chọn thì cứ học hết những cái bài thầy nói ha. Thì đủ 30 phút thôi, có thể là 5 hay 6 cái câu hỏi ngắn gì đó là kèm theo một cái tình huống lâm sàng, thầy canh thời gian các bạn làm vừa ha, tùy theo thôi ha, được chưa? Rồi, tại sao 50-60 câu? Tôi đâu có hỏi trách nhiệm đâu mà 50-60 câu. Chúng ta thi tình thức tự luận mà, và đề mở mà, các bạn ở nhà các bạn mở ra xem thôi, nhưng mà thời gian ngắn ha, được chưa? 5-6 câu gì đó với một tình huống lâm sàng, chắc chắn sẽ có một tình huống lâm sàng kèm theo. Rồi thầy sẽ hỏi tình huống lâm sàng, các bạn trả lời giống như rồi chúng ta làm bài vậy đó, nhưng mà thời gian các bạn ngắn hơn thôi. Các bạn tranh thủ làm cho đủ, rõ chưa? Rồi, thầy dừng ở đây nha. Có gì thì thầy sẽ thông báo trên cái diễn đàn của lớp ha. Rồi vậy nha. Rồi thầy chào các bạn ha.